Hello, welcome to my lecture. In this lesson today, I will correct the exercise for you. Now, I will correct the exercises in lesson 2 and lesson 3. Take out and open your workbook, page 49. Okay, are you ready? Now let's start. Now, exercise 1. Listen and draw a line from the day to the correct picture. Now we have 6 pictures here and the day from Monday to Sunday. Now, you listen carefully the conversations and then you draw a line from the day to the correct picture. Are you clear? Now, let's listen. Listening 14. Listen and draw a line from the day to the correct picture. 1. Did you have a busy week last week, Mi? Yes, it was very busy. What did you do? Well, on Saturdays, I always drink juice in a cafe with my friends. That sounds like fun. Yes, it's always fun. Như vậy ở câu đầu tiên các em thấy là hai người này trò chuyện với nhau và hỏi về ngày thứ bảy. Các em chú ý khi nghe, các em nghe cái thứ trước giùm cô nha. Hỏi về ngày thứ bảy và bạn nói là ngày thứ bảy bạn đi uống nước trái cây, uống nước ép ở quán cà phê này. Vì vậy chúng ta sẽ gạch nói ngày thứ bảy vào bức tranh số 3. Rồi, các em nghe rõ chưa nào? Now we continue number 2. Two. What did you do on Monday? Well, we sometimes go to the library on Monday, but this week we went to the playground. Was it fun? Yes. I love playing on the swings, but my favorite is the slide. Three. What about Thursday? Did you go somewhere then? Thursday? I know. I went to a movie theater with my cousin. Oh, sounds great. Yes, it was fun. Four. Did you go out on Sunday? On Sunday, it was raining all day. We never play outside in the rain, so we went to a museum. Oh, was that fun? Yes, it was very interesting. Five. What about Friday? Did you go to the cafe? No, we never go to the cafe on Fridays. We went to the library. Was it good? Yes, we read a lot of books. Six. What was your favorite day? Oh, that's easy. Wednesday. What did you do on Wednesday? I always go to the shopping mall with my mom on Wednesdays. This week, we bought lots of clothes. Okay, now listen again. Listening 14. Listen and draw a line from the day to the correct picture. 1. Did you have a busy week last week, Mi? Yes, it was very busy. What did you do? Well, on Saturdays, I always drink juice in a cafe with my friends. That sounds like fun. Yes. It's always fun. Two. What did you do on Monday? Well,
We sometimes go to the library on Monday. But this week, we went to the playground. Was it fun? Yes. I love playing on the swings, but my favorite is the slide. Three. What about Thursday? Did you go somewhere then? Thursday? I know. I went to a movie theater with my cousin. Oh, sounds great. Yes, it was fun. Four. Did you go out on Sunday? On Sunday, it was raining all day. We never play outside in the rain, so we went to a museum. Oh, was that fun? Yes, it was very interesting. Five. What about Friday? Did you go to the cafe? No, we never go to the cafe on Fridays. We went to the library. Was it good? Yes, we read a lot of books. Six. What was your favorite day? Oh, that's easy. Wednesday. What did you do on Wednesday? I always go to the shopping mall with my mom on Wednesdays. This week, we bought lots of clothes. Okay, now let's check the answer with me. Listening 14. Listen and draw a line from the day to the correct picture. 1. Did you have a busy week last week, Mi? Yes, it was very busy. What did you do? Well, on Saturdays, I always drink juice in a cafe with my friends. That sounds like fun. Yes, it's always fun. Two. What did you do on Monday? Well, we sometimes go to the library on Monday. Như vậy đầu tiên, các em nghe là hỏi về ngày thứ hai, on Monday. Thì các em tập trung chú ý vào thứ hai cho cô. Và các em nghe tiếp là gì nào? Library. Như vậy khi nghe đến đây các em có thể gạch nói vào được chưa nè? Như vậy câu chuyện chưa hết, cho nên chúng ta phải cần nghe tiếp. Nếu các em gạch nói vô có thể là bị sai nha. But this week, we went to the playground. Như vậy bạn nói là tuần trước thì bạn đến thư viện, nhưng bây giờ tuần này bạn đi đâu nè? Đi đến playground. Okay. So, we connect Monday to picture number 2. Monday, picture number 2. Was it fun? Yes. I love playing on the swings, but my favorite is the slide. Three. What about Thursday? Thursday. What about Thursday? Như vậy các em chú ý vào ngày thứ năm cho cô. Did you go somewhere then? Thursday? I know. I went to a movie theater with my cousin. Oh, sounds great. Yes, it was fun. Okay, Thursday we connect to picture number 1. Thursday, go to the movie theater. Four. Did you go out on Sunday? Sunday. Các em chú ý ngày Chủ nhật nha các em. Sunday. On Sunday, it was raining all day. We never play outside in the rain, so we went to a museum. Oh, was that fun? Yes,
It was very interesting. Okay, Sunday, we connect to picture number 5. Museum, go to the museum. Five. What about Friday? Did you go to the cafe? Friday. No, we never go to the cafe on Fridays. We went to the library. Was it good? Yes, we read a lot of books. Okay, Friday we connect to picture number 4. Six. What was your favorite day? Oh, that's easy. Wednesday. What did you do on Wednesday? I always go to the shopping mall with my mom on Wednesdays. This week, we bought lots of clothes. Okay, Wednesday. We connect to picture number 6. Như vậy đây chúng ta có ngày thứ ba người ta không có đề cập đến cho nên chúng ta không nói vào bất kỳ bức tranh nào nữa. Rồi bây giờ các em kiểm tra xem trong sách bài tập mình có đúng với kết quả trên màn hình của cô không nhé. Ok, we turn to exercise number 2. Complete the sentences about Jane with in, on, or at. Nào, this is Jane. À, đây là bạn Jane nha các em. Bây giờ các em sẽ đọc các câu này và chúng ta sẽ hoàn thành câu bằng cách chúng ta điền các giới từ in, on và at. Thì ở đây các bạn nhớ lại cho cô cách sử dụng của các giới từ để viết vào cho đúng nha. In thì các em sẽ dùng với lại là trước gì nào? Trước tháng, năm. On thì chúng ta sẽ dùng trước ngày và at thì chúng ta sẽ dùng trước thời gian. Như vậy các em chỉ cần nhớ như vậy là các em sẽ điền đúng nè. For example, number 1, she always gets up at 8 o'clock. Như vậy chúng ta có 8 giờ, thì trước giờ chúng ta dùng giới từ at. So number 2, we see the work Sundays here, so we fill in the blank with on. On. And number 3, you see the word July here, so we use in July. Okay. Now number 4. 9:30 goes to bed. À, đi ngủ 9:30. Như vậy chúng ta là sẽ dùng giới từ at. We use at. Okay. And number 5. Saturdays. So we use on. And number 6, August. And we use in. Now let's check the answer. Now listen and repeat, please. She always gets up at 8 o'clock. 2. She never goes to school on Sundays. 3. She sometimes visits her cousins in July. 4. She sometimes goes to bed at 9:30. 5. She always plays soccer on Saturdays. 6. She never wears a coat in August. Okay, now we turn to exercise in lesson 3. Now, you look at exercise 1, write, always, sometimes,
Never. Rồi bây giờ các em sẽ hoàn thành câu bằng cách chúng ta sẽ dùng các trạng từ chỉ tần suất bữa trước cô đã dạy để chúng ta hoàn thành các câu này, và chúng ta sẽ dùng những cái hình này là tượng trưng cho ba hoạt động play volleyball, play basketball and play soccer. Rồi bây giờ các bạn cùng cô sửa bài nhé. Rồi đầu tiên cô có bạn Bảo người ta cho hai cái dấu tích đó, chúng ta sử dụng từ always và người ta đã làm mẫu cho mình nhé. Bảo always plays volleyball. Ok, number 2. Mai sometimes plays soccer. And number 3. Bạn này dấu một dấu tích chúng ta cũng dùng trạng từ sometimes. Sometimes plays basketball. And number 4. Never, các bạn thấy dấu ít chúng ta dùng never, nhân never plays volleyball. And number 5. Xuân never plays basketball. And number 6. Nhân always plays soccer. Và ở đây cô lưu ý một điều cho các em là bữa trước các em đã làm bài tập và đa số các bạn thiếu s vào sau động từ play. Các em nhớ cho cô là đối với chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, tên riêng chỉ một người, thì động từ chúng ta phải thêm s hoặc là es. Bạn nào quên thì có thể xem lại clip trước cô đã dạy nhé. Rồi các em xem và sửa bài vào sách cho cô nha. Bạn nào sai thì sửa lại giúp cô nè. Now, exercise 2. Write 2 sentences about you. Use never, sometimes, or always. Bây giờ người ta yêu cầu các em hãy viết câu đúng về các em. Đây là bây giờ các em sẽ viết về bản thân của các em. Và các em sẽ sử dụng các trạng từ chỉ tần suất never, sometimes, or always để hoàn thành từ câu 1 đến câu số 5. Ví dụ có câu số 1, number 1, I never get up late. Tôi không bao giờ thức dậy trễ. Rồi, bây giờ câu số 2, cô có người ta cho trước cụm từ là my teeth in the morning. Như vậy mình làm cái gì ở vào buổi sáng? Răng là các em. Như vậy chúng ta có cụm từ chà răng. Như vậy mỗi bạn đều phải chà răng, chải răng của mình vào buổi sáng. Như vậy chúng ta sẽ dùng một câu là I always brush my teeth in the morning. Okay, number 3. Breakfast with my family. Breakfast là bữa ăn sáng. Như vậy chúng ta ăn sáng, ta sẽ dùng động từ là have hoặc là eat. Và ở đây tùy các em nhé. Tùy mỗi bạn mà chúng ta sẽ điền vào là never hoặc là sometimes hay là always để điền vào dấu chấm này của cô. Cô chỉ hướng dẫn các em là thêm động từ vào phía trước thôi. And number 4. The bus to school. Như vậy các em thấy là xe buýt đến trường. Như vậy mình sẽ đón xe buýt đến trường, đi xe buýt đến trường. Chúng ta sẽ dùng là catch the bus. Ok. Như vậy ở đây cũng tùy theo mỗi bạn ha. Và các em điền cho cô trạng từ vào cho đúng theo mình nha. TV in the evening. TV thì người ta có động từ xem TV, watch TV. Rồi ở đây tùy các em mà các em sẽ sử dụng trạng từ cho đúng vào với câu của mình. Rồi các em nhớ lại giùm cô các cụm từ chỉ hoạt động nha. Brush my teeth, chà răng. Have breakfast, ăn sáng. Catch the bus, đón xe buýt. Watch TV, xem TV. Now we turn to exercise 3. Now listen to the song Come and Play with Me. Check the boxes. Bây giờ ở đây người ta yêu cầu mình lại một cái bài luyện nghe. Bây giờ xem sẽ nghe một cái bài hát, sau đó chúng ta sẽ đặt một cái dấu tích vào
Đối với các trạng từ never, sometime hoặc là always, chúng ta sẽ đặt vào đó theo từng câu, theo từng hoạt động của bạn nè. Play computer games, ride my bike, watch a DVD, fly my kite, snorkel in the sea, read a book, play my new guitar, shop, cook, surf the internet, watch TV, have a lot of fun. Now listen to the song. Listening 15. Listen to the song. Check the boxes. I sometimes play computer games, I always ride my bike. I sometimes watch a DVD, I sometimes fly my kite. I sometimes snorkel in the sea, I sometimes read a book. I always play my new guitar, I never shop or cook. I sometimes surf the internet, I sometimes watch TV. I always have a lot of fun, so come and play with me. Okay, now one more time. Listening 15. Listen to the song. Check the boxes. I sometimes play computer games, I always ride my bike. I sometimes watch a DVD, I sometimes fly my kite. I sometimes snorkel in the sea, I sometimes read a book. I always play my new guitar, I never shop or cook. I sometimes surf the internet, I sometimes watch TV. I always have a lot of fun, so come and play with me. Okay, now let's check the answer. Play computer games, sometime, ride my bike, always. Watch a DVD sometime. Fly my kite sometimes. Snorkel in the sea sometime. Read a book sometime. Play my new guitar always. Shop never. Cook never. Surf the internet sometime. Watch TV sometime. Have a lot of fun always. Rồi, các em kiểm tra trong sách của mình coi mình tích có đúng giống như trên bài của cô không nhé. Và đây là cái bài hát trong cái lesson 3, sách của cái sách học của các em. Now listen to the song please and sing. Listening 65. Listen and sing. Come and play with me. I sometimes play computer games, I always ride my bike.
I sometimes watch a DVD, I sometimes fly my kite. I sometimes snorkel in the sea, I sometimes read a book. I always play my new guitar, I never shop or cook. I sometimes surf the internet, I sometimes watch TV. I always have a lot of fun, so come and play with me. Như vậy cô vừa sửa hoàn thành xong bài tập cho các em ở lesson 2 và lesson 3, bài học số 2 và bài học số 3. Hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ làm bài tập đúng cho cô nhé. Và một cái phần quan trọng cô dặn đó là khi làm bài các em chú ý cho cô là đối với các trạng từ chỉ tần suất thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn, chủ ngữ ngôi thứ ba số ít thì các em sẽ thêm s hoặc là es. Các em nhớ kỹ cho cô nhé. Ok, now goodbye. See you again. It's time to say goodbye. Goodbye.